Điện máy Bình Dân, hân hạnh phục vụ quý vị và các bạn. Liên hệ 0961 912 891. Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay em xin giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn chiếc máy thái củ quả Đà Lang do bên em đang phân phối trên thị trường hiện nay. Thì cái mẫu mà cái hình lục giác này bên em đang bán là rất là chạy ở trên thị trường, và nó là dòng thái Đà Lang. Chúng ta có thể thái sợi và thái cả thái lát, thái sợi đều rất là ok. Thì ở đây là bên em đã có cải tiến là thêm con dao. Ở bên trong máy hiện tại đang lắp dao thái lát, và bên ngoài đây chúng ta sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ được thêm hai con dao, nó sẽ là dao thái sợi các bác nhé. Đó, nó độ chế thêm cái dòng này để nó có thể thái thành sợi luôn. Đó, rất là đẹp. Nhưng hôm nay em sẽ test chiếc máy này để thái miếng. Các bác mà muốn xem video thái sợi mà cả thái sợi cả thái miếng thì chúng ta có thể đăng ký kênh giúp em nhé. Vì bây giờ vì hiện tại em đang thái cái chuối, chúng ta không thể nào mà thái sợi được. Con này thì cơ chế cả chạy điện cả quay tay các bác nhé. Chúng ta có thể sử dụng quay tay khi mất điện, hoặc là chúng ta có thể quay tay các cái thái các cái đồ lặng như kiểu là các loại chân giò, hun khói các thứ. Em đã thái rồi, thái bằng máy không thái được, bắt buộc phải thái bằng tay. Thì đây chính là cái máy đây các bác có thể đấy, nó có thể điều chỉnh mỏng dày ở đây các bác nhé, rất là tiện lợi. Đây hôm nay thì em chuẩn bị chuối để chúng ta có thể ăn sống nhé, ăn sống. Một che đỏ này này, không kéo nó sẽ rơi đất, không đảm bảo rồi. Em sẽ test chiếc máy này, nhưng mà bây giờ hiện tại sẽ kiếm cái gì đó để cho nó cao lên một chút xíu, thì này nó hơi thấp, khả năng nó sẽ bị bay ra ngoài, bị văng ra ngoài. Nên là đây chúng ta có thể thấy cơ chế nó có 6 cái mút dưới này, rất là ok này. Nhưng mà ở đây thì sẽ không thể nào mà thái ra chậu được. Em sẽ lấy cái mâm, em sẽ bỏ cái mâm vào vì cái này thái xuống đất khá thấp cho nên là nó sẽ không thể ok được. Để bật cái nắp lên cho xe nhé, để chúng ta sẽ tiến hành thái. Các bác cắt ngắn giúp em, thì cái máy này cái tiết diện đằng sau nó không dài, không quá dài, nên chúng ta sẽ cắt ngắn bớt đi. Nếu mà đây chúng ta bỏ thái, nó sẽ tự ép vào các bác nhé, nó hơi dài. Cái này nó khá ngắn, nó chỉ tầm khoảng 10 hơn chục phân. Đấy, bỏ thôi. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành bật điện nhé. À, nó quá mỏng luôn các bác, rất mỏng luôn. Đây chính là cái thành phẩm đây các bác, có thể thấy nó mỏng mà nó không hề bung ra luôn, thái vào nguyên cả miếng luôn, rất là sạch sẽ, rất đẹp này, rất là mỏng. Chúng ta có thể chỉnh dây mỏng ở đây các bác nhé. Tuy nhiên ở đây em thái để ăn sống, em thái mỏng ăn cho nó ngon. Tốc độ thái khá là ok các bác. Khi mà các bác thái xong nhé, chúng ta ngâm vào nước muối này, nước muối pha loãng mà chúng ta sẽ thu được một sản phẩm rất là tuyệt vời. Rồi, có vẻ như là nó gần hết. Để em được thái một lần hai cái. Rồi, thả luôn một là hai cái nhé, chỉnh nó dày một chút. Đây thái cả hai miếng nhẹ như không luôn. Đây dày hơn một chút các bác, nhưng mà hơi dày quá. Thì đây chính là cái vừa em vừa thái này, là dày. Chúng ta cho mỏng một chút. Rất mỏng luôn, rất là đều luôn. Nguyên cả khoanh, không hề rất đứt rách. Thank you.
hết rồi. Đó, sau khi chạy xong thì các bác chỉ việc tắt công tắc thôi. Và sau chúng ta vệ sinh, thì vệ sinh cái máy này như nào? Các bác có thể tháo cái mâm này ra hoặc là có thể xịt thẳng cũng được. Nhưng theo em thì chúng ta nên tháo nhé. Đằng sau nó sẽ có con ốc tháo, chúng ta sẽ rút được cái mâm ra. Đây em tháo cho các bác xem luôn. Rút điện đây. Chúng ta tháo hẳn ra là chúng ta rửa giấy cho nó sạch sẽ. Đó, tháo ra này. Nhấc cái chốt ra này. Và chúng ta phải rút cả cụm này ra này. Rất là dễ dàng luôn. Các bác có thể thấy nó bằng inox 100%, rất là sạch sẽ, rất là sang bóng. Và em báo giá sản phẩm này luôn là chúng ta sẽ có cả bộ thái sợi và bộ thái lát đa năng luôn, 2 trong 1. Giá của nó sẽ là 3.400.000 miễn phí vận chuyển tận nhà nhé. Để biết thêm thông tin chi tiết và liên hệ đặt hàng, các bác cứ alo trực tiếp theo số điện thoại em ghi ở dưới màn hình để được tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn các bác đã xem hết video bên em.